Pizza quá là nhiều acton luôn mọi người ơi, shop bán acton yêu 97.com giảm giá 1k5 đến 2k acton cho anh em lựa chọn, giá học sinh sinh viên đầy đủ có hết, bán acton 8 server, giá rẻ uy tín chất lượng. Hello anh em, bây giờ là 12 giờ đêm, khung giờ của sự chết chóc anh em. Nhắc tới 12 giờ đêm mà nghĩ tới gì ạ? À? Ma. Bây giờ là 00 giờ 18 phút. Hôm nay là thứ hai, ngày 21 tháng 9 anh em ạ. Bây giờ là gọi là đang nửa đêm mà anh em, nhưng mà đã bước qua ngày 21 rồi, nửa đêm nhưng mà bước qua ngày 21 rồi, hôm nay là thứ hai. Bây giờ vô game mình sẽ cho anh em xem một cái bất ngờ. Bất ngờ gì đây anh em, bất ngờ gì đấy, bất ngờ gì đấy. Vâng, đó là coi cắt môi đã đạt là 41 tỷ 2. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ cho mọi người xem bất ngờ, đó là không phải là top mọi người ạ, không phải là top mà đó là một cái rương cấp 11 anh em. Rương cấp 11 đầu tiên tại server 9 luôn. Dạ vâng. Còi, mình cũng không thể ngờ được là mình có thể ăn được cái rương 11 anh em. Rất là bất ngờ. Ặc mình nó chỉ như thế này thôi, ặc như thế này thôi. Đó, ặc như thế này thôi anh em. Mình sẽ nhai cuồng ngồi vào cho anh em xem. Đấy, ặc nó chỉ như thế này thôi nha mọi người. Nó chỉ như thế này, có lồng đèn nó 127k thôi mà vẫn ăn được rương 11. Nó quá đẳng cấp đến từ còi. Coi đầu môi. Và bây giờ mình sẽ cho anh em xem top nhá. Hiện tại mình đang ở top 5, vẫn top 5. Không sao. Mọi người với xem clip của mình vào bộ 5 giờ chiều ngày hôm trước. Hôm nay mình bắt đầu quay đây. Bây giờ là 00 giờ 20 rồi. Ngày 21 tháng 9. Bữa qua ngày mới đây anh em. Thì bây giờ mình sẽ mở rương 11 mọi người nhá. Cái rương 11 đầu tiên tại server 9. Hy vọng là ra găng là có tiền đấy anh em. Cái găng bán được hình như là 70.000 hay sao á. Ra găng là bán được 70. Từ hơi hấp dẫn anh em, hơi hấp dẫn tại vì đây rất trị giá nha anh em, đừng có khinh thường nhá, rất trị giá. Server 9 bây giờ đang rất là trị giá. Ở 9 lô anh ta là 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. 7 ở ta, 7 ở ta, 7 ở ta, 7 ở ta, 7 ở ta. Mình xin nhắc lại cho anh em hiểu này, đây là cái rương gỗ đầu tiên tại server 9, rương gỗ 11 đầu tiên tại server 9 và vàng bây giờ đang rất có giá. Sao pha lê tiềm năng sức mạnh cũng rất có giá, nên là bây giờ là cái rương gỗ này cũng rất có giá trị nha mọi người. Chứ nó không phải là như một cái rương gỗ ở những server khác. Ở những server khác mọi người đã xem clip mở rương gỗ nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ mở ra găng anh em ạ. Uầy, trời ơi. Ú hồn con trồn luôn á. 7 triệu vàng. 7 triệu vàng là một cái gì đó rất ngon lành đấy nha anh em. Hai ngọc được. Ui. Ý. Hai cái cuối cùng. Ra một cái găng bạc chê lốt. Mình cần bán gấp cái găng này 50.000 nhá anh em nào mua không? Đó, ui giời ơi. Nói thế thôi chứ tí nữa mình chắc là mình sẽ đi bán. Ôi, bán shop được 15 triệu. Mở cái kia 7 triệu nữa là tổng là 22 triệu bán cái áo sắt ở mở viên cặp sung đó. Được cái ẩn danh ăn luôn. Bán viên 22 triệu. Bán cái áo này nữa là 23 triệu. Mấy viên sao valet hút máu nữa. Sao valet hút máu nữa là tổng 25 triệu. Giờ 24, 25 triệu. Mọi người phải hiểu là vàng. Mọi người phải hiểu server 9 vàng đang hiếm cỡ nào. Và cái găng bạc này nó đang hiếm cỡ nào. Để xem nào, VIP hơn găng shop không nha anh em. Nếu cùi hơn găng shop thì chắc là vứt thôi. VIP hơn găng shop anh em à. 1479 với 1450. Cái găng này có giá đó nha. Cái găng này bây giờ đem đi bán tầm 40 triệu vàng. Ngon. Nhưng mà khi mọi người xem clip này là cái găng này không còn nữa đâu nhá. Nên khỏi PM Facebook, khỏi mua ha. Hẹn mọi người vào ngày mai nhá. Ăn lấy sức cày top anh em ạ. Nạp viêm hết tiền này, ăn mì thôi. 2 giờ ăn xong cày đua top tiếp. Cocomi. Ăn cocomi là được tặng lồng đèn.
Hiếm lắm mới có cái dịp tất cả anh em cùng tắt máy đi ngủ cho mọi người xem cái gian phòng thùng rác chung của cộng đồng mạng. Hello anh em, thì nói chung là cái kiểu mà ngủ dậy làm việc một hồi á, cái kiểu năng lượng nó tràn đầy ấy, mọi người. Xin chào anh em, bây giờ là 12 giờ 52 phút. Vẫn là ngày 21 tháng 9 nhá. Nay là thứ hai anh em ạ. Vẫn là ngày 21 tháng 9 nhưng mà 12 giờ trưa anh em. Thì bây giờ là mình đang có một công cuộc. Nói chung là mình vẫn đang treo top, mình vẫn đang treo để úp top từ hồi hôm qua ấy giờ, từ đêm hôm qua tới giờ đến bây giờ mình chưa úp luôn. Mình canh làm nhiệm vụ mà làm được mỗi con top rồi anh em. Mẹ toàn xây ra không, ghê thật. Thì bây giờ là nói chung là nó hơi khó, nhiệm vụ nó hơi khó nên là bây giờ mình sẽ đi treo úp lại rồi. Thì bây giờ mình sẽ có một cái công vụ, đó là được thằng Lộc 2k2 nhờ mình mở skill 2 anh em ạ. Lần đầu tiên mở skill 2 tại server 9. Trời ơi nghe nó mãn nhãn vãi. Lộc 2k2 là ai thì chắc là mọi người, một số người biết rồi nhỉ. Chúng ta vào game. Lần đầu tiên mở skill 2 tại server 9 anh em ơi. Thì hiện tại là Lộc 2k2 ít mi. Lộc 2k2 là tôi đây. Vâng, Lộc 2k2 ít mi là một trong những người mà có lượng HP khá là cao ở server 9. Tại vì là anh ấy quẩy rất kinh, một trong những người làm thuê khét tiếng. Và hiện tại bây giờ thì anh đang một trong những người sở hữu quần thần xây ra đầu tiên tại server 9 luôn mọi người ạ. À, rất là ghê đúng không anh em? Nói chung là toàn là tay to, nó có máu mặt, ai chả có máu mặt, nói thật luôn. Riêng về máu mặt thì ai có, không tin mọi người lấy lưỡi lam cắt ra thử, đảm bảo là có máu mặt. Thì thằng này nó cũng vậy, nó cũng rất chi là có máu mặt. Bây giờ được em nó tin tưởng, mà hồi nãy mình gáy hơi khét rồi, nên là bây giờ bắt buộc phải làm em nó tin tưởng hơn bao giờ như thế nữa. Bây giờ thì mình sẽ mở skill 2 cho em nó. Lộc 2k2, tin anh một lần này, được phải không? Được nha anh em, được nha anh em, làm cho anh em tin một lần này. Mà run quá anh em ơi. Từ từ đã, chức năng tấn công lên em. Đúng rồi, chức năng đệ tử. Đổi cơ đen, ngay khúc này đổi cơ đen. Rồi, ok, ra skill rồi anh em ơi. Trời ơi là trời. Nam mô. Bói kiều ấy anh em. Đây là bộ truyện kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du. Và bây giờ mình sẽ bốc một trang anh em. Mình sẽ bốc một trang bói ra thử coi ặc đó ra skill gì. Vâng. Ôi trời ơi, bốc ra cái trang này anh em. Mình sẽ đọc cái trang này cho anh em xem nhé. Long lanh đáy nước in trời, thành xây khói biếc non phơi bóng vàng. Ui, non phơi bóng vàng. Rồi câu vừa gióng dặm trường, xe hương nàng cũng thuận đường Quy Ninh. Ôi, nghe toang đấy nhỉ. Thưa nhà duyên hết mọi tình, nỗi chàng ở bạc, nỗi mình chịu đen. Ôi, nghĩa rằng ngứa ghẻ hờn ghen, xấu chàng mà có ai khen chi mình, vậy nên ngoảnh mặt làm thinh, mưa cao vốn đã ráp ranh những ngày. Ôi thôi xong toang tôi rồi. Mà skill này toang thế rồi, nhưng mà không sao, mình vẫn tin vào mình. Bói gọi là bói truyền kiều đó anh em. Ôi chưa ra, mới có 149 triệu à. Anh em phải thông cảm cho mình, lần đầu tiên mình mở skill tại server 9 mà mọi người biết là thời gian tại server 9 nó đang rất là quý báu. Nên là cái việc mà gọi là mở skill thì kiểu như là cũng rất là căng thẳng anh em à. Rất căng thẳng luôn á, rất căng thẳng luôn. Thì ngay bây giờ mình sẽ cho anh em xem. Đó, tấn công. Lộc ơi tin ở anh. Má hơi run anh em ạ, hơi run, thực sự là hơi run á. Nãy là mình hơi run rồi đó. 983, 992, 992 rồi. Xong, có skill rồi anh em, ra skill rồi. Lộc ơi mày tin ở anh. Lộc ơi, Lộc. Ra, trường Kami. Kame đâu? Kame tấn công. Kame. Ui. Atomic anh em à, Atomic. Trời ơi, nó đứng ở cái giữa tầm trung.
Thôi cũng được anh em, cũng tạm chấp nhận được. Tại con đệ này nó thật với Lộc là con đệ này thực sự là nó chỉ có thể ra Masenko với Atomic thôi. Anh mở ra Atomic đó đã là may mắn lắm rồi. Con đệ này thực sự rất khó ra Kame, tại chỉ số HP của nó chênh quá xa với Kai đi. Mình cứ tưởng là ra Masenko rồi đấy. Muốn ra Kame là phải một con đệ, con đệ mà nó phải độ, nó phải độ. Còn thôi con đệ này nó ra Atomic cũng được rồi. Nó gọi là ngon đấy. May nhờ anh tích đức cả đấy. Update cho mọi người xem tí nhá. Bây giờ là 14:28, 2:28 chiều nha anh em, 2:28 chiều thứ hai. Update cho anh em xem tí nhá. Hiện tại bây giờ là mình đang ở top 5 anh em ạ. À. Nói chung là từ hồi hôm qua giờ á, từ tối hôm qua giờ mình toàn canh nhiệm vụ không anh em. Úp trả được bao nhiêu? Giờ mới 41 tỷ năm mà tới chiều rồi. Gọi là bêm được mỗi con bóc mà mất bao nhiêu được sức mạnh. Tụt nếu như mà mình úp liên tục thì bây giờ có thể là 42 tỷ rồi hơn rồi đó. Nhưng mà thực sự là phải làm nhiệm vụ để quát câu lơ chung với anh em mà khó quá. Nhiệm vụ bây giờ nó lại kẹt, nó kẹt 2 ngày rồi anh em. Nó kẹt 2 ngày. Hồi sáng nay là pickbox nó không có bị kẹt nữa mà mình bem mạnh quá. Thực sự là mình bem mạnh quá luôn. Còi đầu môi bem mạnh quá, nó lỗi boss luôn rồi anh em. Thực sự là mình bem quá mạnh, nó lỗi boss luôn rồi. Thực sự nếu như mà lỗi do mình thì xin lỗi anh em, nhưng mà thực sự là boss thì mình phải làm nhiệm vụ thôi, nhưng mà mình cứ vào bem boss, lỗi boss cái là đó là do game chứ không phải do mình nhá. Đó. Thì bây giờ là mình cũng đang đồ là mình cũng khá là ok rồi đó mọi người. Đồ mình cũng khá là ok. Đó, nói chung là nó như thế này. Nó như thế này, mình update cho anh em xem tí. Mặc dù tối hôm qua tới giờ sức mạnh của mình không tăng là bao nhiêu, nhưng mà mình vẫn đang top 5. Nếu như mà mình up liên tục có thể giờ top 4, top 5 mà mọi người. Nhưng mà cũng không xa cách đi đâu bao nhiêu cả. Nên mình cũng cứ lai rai từ từ phấn đấu vậy mọi người. Và 41 tỷ năm nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi treo. Và đồng thời là từ từ mình sẽ tâm sự với anh em một tí. Tâm sự một tí với xe 19 nha. Hello mọi người, thì nói chung là một chút nhận xét về server 9 ha. Nói chung server 9 là một cái server mà mình cũng cảm thấy đó là khá là thú vị anh em. Tại vì sao mà mình cảm thấy thú vị? Tại vì là toàn chơi với những youtuber hay là những thằng mà trùm server khác qua. Đó, thì nói chung là như vậy là nó cũng khá thú vị. Thực sự là mình chơi game rất là lâu rồi, nhưng mà những cái cảm giác đua top hay những cái cảm giác chơi game, những cái cảm giác chơi nó vẫn còn một cái máu sôi ở trong người và sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mà đạt được những thứ mình có. Đó là cái quan điểm đầu tiên của mình. Cái thứ hai là nói về giá vàng. Giá vàng hiện tại thì tầm cỡ đâu 100k là 50 triệu vàng gì đó. Thì hiện tại mình vẫn đang bán vàng nha anh em. Hiện tại mình vẫn đang bán vàng. Nếu như mà anh em nào có thực sự có nhu cầu mua vàng xe 19 từ ít đến nhiều hay từ nhiều đến ít thì cứ liên hệ Facebook của mình. Và bên mình cũng có bán item thí dụ bổ huyết cuồng nộ đó mọi người. Thì mọi người có thể mua bằng cạc hay là mua bằng vàng cũng được ha. Thì bên mình cũng có bán. Là vì mình cũng úp capsule á, xong nó có rớt ra mình cũng có bán anh em. Thì nói chung là về so sánh giữa server 9 với server 8 khi mới ra, thì thực sự là server 8 là một cái gì đó người chơi nhiều hơn rất nhiều. Thực sự là như vậy. Và server 9 này thì rất ít người chơi. Thực sự là bây giờ server 9 mà để kiếm được một trái đất thì thực sự là hiếm con hơn lên trời nữa anh em. Toàn cày Namek với xây ra. Kiếm một đặc trái đất khó hơn lên trời nữa. Thực sự bây giờ đi săn bư đến con kít bư mọi người chả ăn được, tại vì không có trái đất. Đó, thực sự trái đất quá hiếm. Đứng trong top 100 là chỉ toàn xây ra với Namek, không có trái đất nào luôn. Điều đó từ đó suy ra là trái đất rất ít người chơi. Đó là đối với server 9 thôi nhá, tại vì server 9 nó rất khó cày ấy mọi người. Và đồng thời server 9 thì mình dám khẳng định luôn toàn chân chơi thôi mọi người ạ. Người chơi rất ít. Những hồi năm xưa là năm xưa khi ra server 9 á. Năm xưa khi ra server 8 á, trời người săn đệ đầy luôn, đông ít luôn mọi người ơi. Mà bây giờ server 9 có ai đâu, hiếm lắm mọi người, hiếm lắm mới có một thằng săn đệ à. Kiểu như là không phải là người săn đệ thuê thì không thiếu, nhưng mà người thuê làm đệ thì lại rất là ít luôn, tại vì người chơi ít. Nhưng mà nó lại hút máu được nhiều. Admin chơi những cái quả nước như thế này là những quả nước chí mạng, nó hút máu được nhiều, tại vì sao? Toàn chân chơi, nạp tiền không thương tiếc. Mà bây giờ hiện tại bây giờ nó đố kỵ nhiều lắm anh em. Trời ơi, toàn là chia tem chia phái rồi chơi đố kỵ rồi thì móc mối nhau rồi các thứ. Nó phá giá rất nhiều. Đến nỗi bây giờ làm đệ tử có khi nó làm 100k cả. Ngang với những xe vừa kia 50k cả, ngang với những xe vừa kia. Hay là bao nhiêu vàng bao nhiêu ấy đó. Nó phá giá ghê lắm anh em ơi. Vàng nó tăng theo từng giờ. Hiện tại bây giờ mình đang nói với mọi người là vàng x500 này. Nhưng mà tối về có thể là vàng là x550 hay là 600 này đó. Ghê lắm. Bây giờ kiểu như bọn nó đố kỵ, chia tem chia phái đồ chơi ấy mọi người. Nói chung là như vậy thì cũng có cái vui riêng. Đó là những cái phốt. Được chưa ạ?
những con chim lợn như anh em mình có thể hóng theo. Nhưng mà bù lại thì nó cũng khá là buồn tại ít người chơi, nhưng mà nó cũng khá là vui tại vì chơi toàn là trùng. Cái này là xem clip là đã nhất luôn này. Đó, xem clip là nó phê nhất luôn. Đó. Nói chung là anh em thì chơi server nào thì cứ chơi server đó, server 9 mình nghĩ là không phù hợp với những người mà kiểu như là hạn chế số mức tiền đâu. Qua server 9 là anh em bắt buộc phải chơi tiền, chơi bằng tiền, chơi bằng tiền. Pay to win mà. Đấy, pay to win á. Thì nói chung là những trải nghiệm server 9 của mình, những trải nghiệm thực sự là cũng khá là thú vị, nhưng mà thực sự kèm theo những cái thú vị đó thì mình bỏ tiền ra, rất tốn tiền ha. Thì hiện tại bây giờ giá vàng, giá ngọc đồ nó cũng khá là ổn định. Như ngọc bây giờ cái X3 hay là vàng cái X500 hay là giá săn thuê điện tử thì nó rớt vào từ 50, 100 nghìn, 200 nghìn gì đó. Đó. Còn găng thần á thì hiện tại bây giờ cả server có một găng thần, đó là găng thần xây ra. Quần thần xây ra thì có hai cái như vậy. Quần thần nam ấy thì có nhiều rồi. Cũng quần thần nam ấy cũng có khoảng tầm 6-7 cái gì đó. Đó thì mình cập nhật cho anh em biết, những anh em nào không chơi server 9 thì cập nhật cho anh em biết thế thôi. Đấy. Thì nói chung là mình vẫn cố gắng cày server 9, thì hy vọng mọi người ủng hộ. Anh em nào có nhu cầu mua vàng ngọc thì hãy đến với shop vangngoc97.com. Hiện tại thì trên shop mình chưa bán server 9. Nhưng mà server 9 thì mọi người PM Facebook của mình nhá. Đó, thì anh em nào mà thực sự quý mến mình, ủng hộ mình thì lên shop vangngoc97.com hoặc coi octi97.com để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy. Nói chung là mình cũng vừa mới debut xong anh em. Bây giờ sẽ review cái đoạn lead nhạc cho anh em xem thấy mình săn bư kinh cỡ nào nhá. Hiện tại mình là một trong những nam ếch mà có lượng bem khủng nhất tại server 9 luôn. Đó, khá là ghê, thực sự mình cũng rất là vui. Nhưng mà cái số tiền bỏ ra thì cũng khá là nhiều. Không sao hết. Làm clip cho mọi người xem, nếu mọi người thích mình làm clip như thế nào, liên quan tới xài tiền hay liên quan tới này tới kia, mình không dám khẳng định rằng mình sẽ đáp ứng hết cho anh em, mình không dám khẳng định mình giàu, nhưng cái nào mà có thể hợp lý, cái nào mà có thể là ổn thỏa, cái nào mình có thể làm được thì mình xin phép là hy sinh. Mình có thể hy sinh để mình làm cho anh em xem. Cảm tất cả mọi người, cảm tất cả mọi người trên kênh Còi Ốc Thi Chiếm 7 trong mấy thời gian vừa này là luôn ủng hộ cho mình. Cảm ơn anh em. Hẹn mọi người vào clip ngày mai hoặc ngày kia gì đó. À, chưa làm server 2 nữa. Ngày mai, ngày kia thì mình sẽ comeback một clip server 2 anh em nhé.